Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Bạn ơi đừng có chạy nha bạn ơi. Hey. Ok mọi người. Đây rồi nha em ơi, và kẹo vừa rút thêm máu nhé. Đó, vào trong nhà và quấn phút máu lên này. Let's go nào anh em. Ngủ sớm thì không đủ giờ live, không đủ giờ live thì lại không có tiền rồi. Không có tiền ăn mì tôm rồi nha em ơi, là kẹo sẽ phải cố gắng live chăm thêm mà các bạn. Ngày hôm nay thì 11 rưỡi cả máy offline nha anh em ơi. Live với nhà em một tiếng nữa mà. Nay cạo live đến 11 rưỡi nha anh em. Có bên này con nào? Uầy, let's go, qua phía này con. À đủ. Không thấy thêm ai nữa cả. Kiểu này là thung lũng chỉ có hai người thôi sao? Ít người vậy ta. Thêm đạn tử liên này. Ok các bạn ơi. Liệu chóa này. Đây rồi các bạn ơi. Đó, tiếp tục lên trên nhá. Không còn ai ở khu này nữa cả cơ. Đây hiện tại thì kẹo đang có đó là 2 bóng keo nhá. Ok, vậy nên là chúng ta sẽ đành lên trên phía cổng trời nhá. Đó, kẹo chạy lên trên phía cổng trời luôn nha anh em. Lên trên để chúng ta sẽ kiếm thêm mạng nào các bạn ơi. Ok mọi người. Lên luôn chứ ngại gì mà không lên hả. Hello các bạn nha. Và chúc các bạn xem live vui vẻ nhá. Anh em đừng quên đó là hãy chia sẻ livestream để ủng hộ cho kẹo nhá. Em tưởng anh live đến 5 giờ sáng chứ đã đến 5 giờ sáng để mà anh đột quỵ chết luôn hả em. Làm gì mà anh live trâu vậy. Anh live đến 11 rưỡi thôi em ơi. Ngoài này có ai không nhỉ? Không có ai cả anh em ơi. Let's go. Qua tạm phía ngoài nào. Anh kẹo chơi đi săn nên rank cứ lên rồi lại xuống. Cái điều này là đúng rồi mà em ơi. Vừa đã anh chơi gà đấy mà. Anh chơi gà nữa nên là xuống danh liên tục thôi nhé em ơi, let's go. Mới có được có 2 kill thôi à, hơi bị buồn đấy mọi người. Kẹo chạy qua phía ngoài này coi. Wow. Không có bạn ai cả. Cảm ơn các bạn ơi. Kẹo đang dùng máy đó là Xiaomi Black Shark 2 nha mọi người. À, liệu chóa nữa hả? Ok. Lại thêm liệu chóa này. Vào chỗ này con nào. Ba lo 2 thì mình có từ lúc nãy cơ. Đây đến bây giờ là vẫn đang dùng ba lo 2 này. Ba lo 2, mũ 2 này. Nhưng mà lại có được cái giáp khá là ngon. Giáp chúng nổ anh em ạ. 5 tùy máu đấy cơ. Tiếp tục đi xem mạng thế nào anh em ơi. Nãy thì kẹo có vừa vứt nhầm nên là nó vừa hiện cái thanh trạng thái anh em ạ. Qua bên này luôn nào. Sao mấy lần like này anh không bật cam vậy? Anh hứng lên thì bật thôi em ơi. Tố cái lên nó trả lời đúng đấy em. Đây rồi nha em ơi, let's go qua phía này nào. Anh gà nhưng mà lại hay hơn em á. Thank you em nha, cảm ơn em đã góp ý cho anh vào đây. Nhưng mà anh em thấy là kẹo trận này tìm người có vất vả không? Chạy đến giờ nhưng mà đâu có thấy một ai đâu. Đu dây một xíu thử cảm giác mạnh nhỉ các bạn. Đang đu dây như này mà có người sấy thật sự là quá là buồn đấy. Wow. Không thấy ai ngoài này cả anh em ơi. Ngoài cái khu đèo đá này thì nó vô cùng là vắng rồi. Ok. Đây là kẹo sẽ lại chuẩn bị là chạy vào trong bo thôi anh em ơi. À đâu. Bo đầu tiên mình đang thu lại thôi anh em ơi. Anh mua Black Shark 2 đợt đầu tiên giá là 13 em ạ. Bây giờ anh em mua là tầm khoảng 10 rưỡi nhá. Cho bản rẻ nhất đó là 6/128GB nha. Wow. Người đâu thì kẹo không có thấy à. Nếu mà anh em mua Shark 2 chơi game Free Fire thì không phải nghĩ. Mỗi tội là Shark 2 hiện tại nó chưa hỗ trợ 60fps nhá. Game kẹo đang chơi đó là đã được mod 60fps nha anh em ơi.
Tức là anh em mua máy về là anh em chơi 30 fps nó khá là giật luôn, thật sự với anh em luôn, cực kỳ là giật. Qua phía này nào mọi người. Wow, đây rồi các bạn ơi, có người này. Có một đứa bên này anh em ơi. Lấy câu nào, uầy, xong hàng rào em, hai đứa cả. Thật là kinh rồi, uầy. Bạn ơi đừng bắn phóng lựu qua mình. Uầy bạn ơi đừng, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, đừng bạn ơi, uầy. Đừng các bạn ơi, đừng các bạn ơi, đừng như vậy. Uầy, đừng như vậy chứ các bạn ơi. Các bạn, bắn nhau đông quá nhỉ. Ok anh em ơi, một đứa đang ở ngay phía sau mình này. Mình nhớ là có ngay một đứa ở phía sau mình nữa cơ mà. Đây mọi người, đấy đấy. Nó đang chạy qua nha mọi người. Đâu rồi anh em ơi? Uầy, đậu xanh nhà em ơi, lên bảng đếm sao. À quên, lên bảng đếm số rồi nhà em. Cuốn qua nó nhầm anh em ạ. Tôi lại bảo nó là lên bảng đếm sáo đi, em thì cạn lời rồi. Đấy anh em cứ chơi như tôi này đấy, vừa chơi vừa nói cái là nói nhầm ngay. Nhiều lúc là có những cái pha nói phải gọi là chết cười gọi anh em ạ. Mình chẳng thể nghĩ như nào mà mình lại nói được những câu như vậy luôn cơ. Anh em đã thấy là cạn lời chưa? Cạn lời với kẹo chưa? Ủa ngầm một ít này anh em, giảm thanh này tuyệt vời. Toàn những trang bị ngon thôi các bạn ơi. Ok này. Đó, kẹo trang bị vào lô nhé. Nòng súng 2 thì cứ để tạm trong ba lô nha. Túi cứu thương bây giờ là hơi bị nhiều này. Ok các bạn, lượm thêm đạn tử liên nha. Tuyệt vời nha mọi người. Đây, chúng ta sẽ lại tiếp tục săn mạng thế nào. Lượm thêm một quả lựu tròn nữa nhé. Let's go nào anh em ơi, bo đầu tiên còn chưa thu xong nữa cơ. Các bạn hãy theo chân kẹo và chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nhé anh em. Không cắn vào lưỡi là may rồi. Đây rồi anh em ơi. Người đâu thì kẹo không có thấy này. 17 người chết nữa hả? Ok ok anh em. Đây rồi. Cái thằng lúc nãy chạy xe đây rồi. Xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi. Nó chạy nhanh quá anh em ơi. Làm kẹo sấy không có kịp này. Ok một cái thính này. Cậu giỏi chạy qua lượng thính em ơi. Chắc là không qua đâu mọi người ơi. Vậy thì kẹo đành qua lượm thính vậy. Bạn không qua lượm thính thì mình qua nha. Chứ mình ngại bạn à. Đây anh em ơi, chuẩn bị là có thính ngon để xài rồi. Wow, nó là một cái thính mà 219 này. Hai xe cả. Ghê vậy. Uầy ghê vậy. Ghê vậy các bạn ơi. Xuống xe này em ơi. Xuống xe em ơi, xuống xe. Xuống xe đi bạn ơi. Uầy. Xuống xe đi bạn ơi. Uầy. Xuống xe đi bạn ơi. Ui. Dựng bom cao hay đến nhỉ em. Một đứa chạy mon thật chắc thì nó chạy mất tiêu rồi các bạn ơi. Vào trong rồi cả. Nhanh vậy. Nó chạy vào trong. Ui, nó chạy vào trong nhà rồi các bạn ơi. Nếu vậy thì đành thôi, kẹo lên phía trên một xíu nhanh nha em ơi. Còn lại 13 người chơi nữa này. Ok anh em, lên phía trên và tiếp tục săn mạng thế nào. À, để xem là có đứa nào chạy từ ngoài kia vào trong này không nhỉ anh em ơi. Uầy, có một cái xóa à, ở ngay phía trước này. Đấy, kẹo chạy qua để lượm sát rồi nhé. Ok các bạn, khá là nhiều bom keo này. Đây, lượm thêm bom keo nha anh em. Đây rồi. Đây câu nào mọi người ơi. Bây giờ thì kẹo lại chạy vào trong bot thôi nha. Uầy đậu xanh. Làm gì vậy? Làm gì mà căng bạn ơi. Có giỏi chạy vào bot đi bạn ơi. Bạn chạy vào bot bạn xanh mộ với mình nhá. Chạy vào bot đi bạn ơi. Nữa hả? Thêm một đứa nữa này. Vào bot đi bạn ơi. Uầy. Vào bot đi bạn ơi. Uầy. Hẳn là dựng băng keo cả. Anh xem chú trốn được bao nhiêu lâu nha. Uầy. Zip bo hả em? Zip bo hả em ơi? Uầy. Vỡ đầu nhé. Một đứa ngay phía này anh em ạ.
Bạn đây đừng, mình đây, bạn đây đừng. Đừng lùa mình như vậy chứ, nó đây. Anh em ơi. Đó, kẹo chạy thẳng xuống phía dưới nha. Wow. Chạy nhanh vậy ai chơi. Ok các bạn. Có một cái thình mới nha em ạ. Chạy xe nữa hả? Xuống xem ơi. Xuống xem ơi, xuống xem ơi, xuống xem ơi. Ôi mình đứng ngoài bo này. Ok anh em, vào trong bo dịch nhé em ơi. Xuống xe em ơi. Đúng rồi em. Xuống xe em ơi. Ui. Xuống xe em ơi. Đứng sau gốc cây chuẩn thế nhỉ. Ok ok đây. Wow. Đứng sau gốc cây chuẩn thế nhỉ em. Đây rồi các bạn ơi. Nó lại dựng cả bông keo nữa cả. Dựng cả bông keo nữa thì ghê rồi nha. Chạy hả? Chạy đâu Hải ơi. Ui. Chạy đâu về Hải ơi. Ui. Lên bảng đếm số nha em. Ok mọi người. Đây và kẹo sẽ chạy xuống phía dưới nha mọi người ơi. Chạy qua và lượm xác nó thôi nào. Các bạn là mình chỉ còn lại có 64 viên đạn súng trường mà. Trong khi đấy thì còn lại bao nhiêu đây? 7 người chơi nữa anh em ơi. Đông người mà. Đó anh em. Ui ui. Bạn đây đừng. Bạn đây đừng. Đừng như vậy chứ bạn. Thôi xong các bạn ơi. Đừng bạn ơi. Ok ok. Mình chạy qua phía này easy anh em ạ. Đó bây giờ thì mình sẽ vào bo trước nha anh em ơi. Vào bo trước mới sống dai được nha em ạ. Không là kẹo sẽ sanh mộ sớm đấy. Ok. Có lẽ là mình nên đứng tạm ở đây. Và canh có một đứa là ở ngoài này chạy bo vào này. Bo đang thu lại rồi nhé em ơi. Chú đang chạy đi đâu? Xuống xe em ơi. Xuống xe em ơi, đúng rồi em. Xuống xe đi nhé em ơi. Lên bảng điểm số này. Hết máu rồi còn cố tình chạy xe hả em? Ok mọi người. Một đứa đang ngay phía sau này. Đậu xe nhé em ơi, đậu xe nhé em ơi. Ui. Đừng vậy chứ em. Vào bo đi em ơi. Vào bo đi em ơi. Vào bo đi em ơi. Ui. Vào bo đi em ơi. Ui. Đừng bạn ơi. Đây các bạn này. Còn máu còn thật này. Mình sẽ đứng tạm chỗ này nhá. Đó. 5 mạng nữa cơ mà. Hơi căng anh em ạ. Uầy mấy ông xử nhau ghê thế. Tôi lại sợ công quá cơ. Ok đây anh em ơi. Có người đấy hả? Uầy. Lên bảng điểm số này. Lên bảng điểm số này. Ok các bạn. Lút thêm đạn xuống trường này anh em ơi. Tuyệt vời nhá. Vào đây mọi người. Anh em hãy theo chân kẹo chúng ta sẽ lại tiếp tục săn mạng nha mọi người ơi. Nữa hả? Đậu xanh nhé em ơi. Ui, đậu xanh nhé em ơi. Lên bảng điểm số nha em. Quần máu nào các bạn ơi. Có lẽ là kẹo nên ngồi tạm đây vào quần máu nhá. Ba mạng nữa cơ nha em ơi. Cuốn cho phun máu rồi này. Một đứa ngay phía dưới này anh em ơi. Ok các bạn. Nó ngay phía dưới chân mình này. Lên bảng đếm số luôn nha em. Ok mọi người. Vào đây. Còn lại có hai mạng cuối nữa thôi nha em ơi. Kẹo sẽ cố kiếm tung nó nha anh em. Phần này hơi căng rồi nha em ạ. Uầy đây rồi. Đây rồi em ơi, đây rồi em ơi. Dựng bom keo cả ghê vậy. Dựng bom keo thế đi kinh rồi nhá. Sao? Ý gì? Khả năng cao phía dưới có một đứa nữa anh em ơi. Thôi kệ đây. Chạy qua lên nha mọi người. Uầy biết ngay mà các bạn ơi. Một đứa ngay phía trên cùng này. Nó vẫn đang đứng đấy các bạn ơi. Cẩn thận nha em ơi. Uầy. Cẩn thận cái đầu nha em. Mình đang chạy qua phía nó rồi nha em ơi. Wow. Làm gì mà căng hả bạn đây. Đây mình qua bên này nhá. Có giỏi sớm mình đi bạn. Từ từ đây.
kẹo cuốn phân máu các bạn nha. Ok anh em, take off thế nào. Mình có một quả bằng keo này. Dựng luôn tại đây nha anh em. Sao làm gì nhau? Sao làm gì nhau bạn ơi? Yes, top 1 12 kill này. Úi dồi ôi, tuổi gì em ơi. Câu liệu ăn mừng nào anh em ơi. Úi dồi ôi, top 1 12 kill rồi này. Nổ pháo hoa liên tục luôn các bạn ơi. Úi dồi ôi. Tuyệt vời anh em ơi, top 1 rồi này. Với 12 kill nha anh em ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.